Hello，大家好，我是金河老师，很高兴能跟大家一起来学习汉语。现在大家các em cũng là thanh nhàn và rất vui khi lại được quay trở lại và đồng hành với các em trên con đường chinh phục tiếng Trung. Và trong chuỗi series clip 5 phút tự học tiếng Trung mỗi ngày cùng với cô Thanh Hà, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một đoạn hội thoại. Hãy dừng 5 phút, dành 5 phút để cùng tìm hiểu đoạn hội thoại về chủ đề phỏng vấn xin việc nhé. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xem là tìm hiểu xem là khi mà đi phỏng vấn xin việc thì chúng ta có thể là hỏi câu hỏi như thế nào và có thể trả lời như thế nào nhé. Đầu tiên các bạn hãy cùng nghe cô đọc một lần đã. Quán chinh lý, nín hảo, nín hảo, chỉnh chua, xie xie. Nì xin zi wo jie shao ba. Wo jiao Yang Wen Xiong, jin nian 25 sui, wo shi Bei Ning ren. Nì de zhuan ye shi shen me? Cong na ge da xue bi ye de? 2014 nian 6 yue fen, 我从河内工业大学毕业的，我的专业是工商管理。那你的英语怎么样？挺流利的，我经常用英语跟外国人交流。你还会其他语言吗？除了英语以外，我还会说一点中文和韩国语。现在讲讲你的工作经历吧。毕业后，我在一家大公司做过一年销售。那你为什么要辞职呢？我发现，在大公司工作没有什么发展机会。好，你还有什么问题吗？我想问，这个职位的日常工作内容是什么？最主要是负责销售的，有时候也会做别的事情。好的，我知道了。那关于工资、补贴等方面是怎么样的？你的试用期是2个月，试用工资是1000万月盾。试用期结束后，你的工资是1500万的。好的，我知道了，下星期一可以开始上班。谢谢您给我机会，我一定会努力的。那 bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại từng câu và tìm hiểu nghĩa của từng câu một nhé. Đầu tiên là gì đây ạ? Quán chinh lý, nín hảo, có nghĩa là chào giám đốc Vương. Ní hảo, chỉnh chua, xin chào, mời ngồi, xie xie, cảm ơn. Và ông giám đốc Vương bảo là gì ạ? Nì xian zi wo jie shao ba. Anh hãy làm sao đây ạ? Tự giới thiệu về bản thân một chút đi, đúng không? Wo jiao Yang Wen Xiong, Yang là họ Dương, Wen là Văn, Xiong là Hùng. Như vậy là tôi tên là Dương Văn Hùng. Jin nian 25 tuổi, năm nay 25 tuổi. Wo shi Bei Ning ren, tôi là người Bắc Ninh. Nǐ de zhuān yè shì shěn me? Ở đây chúng ta có từ zhuān yè, zhuān yè có nghĩa là chuyên ngành. Như vậy là nǐ de zhuān yè shì shěn me? Chuyên ngành của bạn là gì? Chúng nǎ ge dà xuě bì yè de? Bì yè là tốt nghiệp, như vậy là gì ạ? Tốt nghiệp từ trường đại học nào? 2014 年6月份，我从河内工业大学毕业的。Khứa này công nghệ ta sẽ là Đại học Công nghiệp Hà Nội. Như vậy là tháng 6 năm 2014 thì tôi tốt nghiệp tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Của tờ chuyên nghiệp sự công sang quản lý. Chúng ta có từ công sang quản lý là quản trị kinh doanh ạ. Na nì yên nghĩ chẩm mấy ăn. Vậy thì tiếng Anh của bạn thế nào? Thỉnh líu lì tờ, rất là lưu loát. Ủa chinh chắn dùng yên nghĩ cân gọi của rấn giao lưu. Ở đây chúng ta có cấu trúc là A cân B giao lưu. Giao lưu có nghĩa là giao lưu, nói chuyện. Vậy thì là gì ạ? Tôi thường xuyên dùng tiếng Anh để nói chuyện với người nước ngoài, đúng không? Nì hãy khuê chí tha ngữ yên mà. Ở đây chúng ta có từ chí tha bằng với cả biết đó, có nghĩa là cái khác. Như vậy, nì hãy khuê chí tha ngữ yên mà, tức là bạn còn biết ngôn ngữ khác không? Chú lờ yên ngữ ý ngoài, của hãy khuê xưa ý điểm trung quân hứa hán của ngữ. Ở đây chúng ta có chút là chú lơ sống ở ý ngoài, có nghĩa là ngoài cái gì đấy ra, đúng nhỉ? Vậy thì ngoài tiếng Anh ra thì tôi còn biết nói một chút tiếng Trung và tiếng Hàn Quốc. Hiện tại chém chẳng thì động cung chùa chinh ly ba. Cung chùa chinh ly ở đây là quá trình hoặc trải nghiệm gì đó. Như vậy là gì ạ? Xin hãy nói về cái trải nghiệm công việc hay chính là quá trình làm việc của bạn, đúng không? Bìa hậu, của tại y cha ba công sư cho cô y nén xeo sâu. Nghĩa là sau khi tốt nghiệp thì tôi đã từng làm kinh doanh một năm tại một công ty. Na nǐ wèi shěn me yào cí zhí nè? Đây là từ cí zhí, đây là từ chức hay là nghỉ việc. Vậy thì tại sao bạn lại nghỉ việc, đúng không? Wǒ fā xiān zài dā gōng sī gōng zuò měi you shěn me fā zhǎn jī huì. Tức là tôi phát hiện ra ở công ty lớn làm việc thì không có cơ hội phát triển. Chúng ta có từ phát triển là phát triển và chi huì là cơ hội. Như vậy là phát triển chi huì là cơ hội phát triển. Hǎo, nǐ hái you shěn me wěn tí ma? Được, vậy thì bạn còn có câu hỏi gì không? Tôi xin hỏi, chữ cái chữ quay đó, rư trắng công chúa nội dung là gì mà? Chúng ta có từ nội dung là nội dung, rư trắng là thường ngày, chữ quay là chức vụ, như vậy là gì đấy ạ? Nội dung công việc thường ngày của cái chức vụ này là gì, đúng không?
Chứ chủ yếu sự phụ trách sale sâu đó, chúng ta từ sale sâu đây là kinh doanh, như vậy là gì ạ? Chủ yếu nhất thì vẫn là phụ trách công việc kinh doanh, nhiều sự hô dễ hơi chuộc kia đó sự chính, thì cũng có lúc thì mình sẽ làm những công việc khác. Họ đã uống chứ họ là vâng tôi biết rồi, nó quan những công sư phụ thiê tổng phong miên sự chẩm mấy nhắc đó. Vậy thì về cái vấn đề tiền lương trợ cấp đó, thì làm sao đây ạ? Sẽ như thế nào đúng không? Vì đã sư nông chi sư lẻo cơ duê, đây chúng ta thử sư nông chi là thời gian thử việc. À, thời gian thử việc của bạn là 2 tháng, sư nông công sư nên là lương thử việc, sư y chen quan nguyên tuân, y chen quan nguyên tuân dịch đó như thế nào? À, 15 triệu đúng không? À, y chen quan là 10 triệu, sư nông chi chế su khâu là sau khi kết thúc thời gian thử việc, thì đã công sư sư y chen ú bài quan tọ, tức là lương của bạn sẽ là bao nhiêu đây ạ? 15 triệu. Họ đã uống chứ tao là vâng tôi biết rồi, sai xin chị y có thể khai sử sang ban, vậy thì thứ hai tuần sau bạn có thể bắt đầu đi làm. Xin chào nhìn cái buổi chi hội, cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội, ủa ý tin khuê nủ đi đó và tôi nhất định là sẽ cố gắng nỗ lực được chưa ạ. Rồi như vậy đấy là tôi đã giới thiệu cho các bạn một cái đoạn hội thoại ngắn ngắn khi mà Johnny phỏng vấn xin việc, thì có thể là sẽ hỏi những câu hỏi như thế nào nhé, và rất hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn trên con đường các bạn học tiếng Trung cũng như là dành bạn xin việc làm nhé. Chào chị.